Ở đây các bạn, đây mình thấy một cái cây xanh nè. Đó, cây xanh nó mọc ở trong một cái thùng đá bê tông các bạn, đá với lại cát á. Đây. Đó, thì hôm nay mình sẽ lấy nó về các bạn, lấy nó về trồng nha, cái xanh chơi mini chơi. Đó thì các bạn thấy không? Đây là đá đá mi đó, đá nhuyễn với lại cái cát mà nó mọc được cây xanh luôn các bạn. Đó. Thì mấy cái cây xanh này nó thường thường nó mọc mấy cái chỗ ác ác này nè các bạn. Mọc chung kẹt ra không à. Đó, chung mấy bờ tường nữa. Đó thì các bạn thấy không? Nó có mấy cái cây xanh mà cây xanh si hoặc là cây bồ đề mà các bạn trồng cây con á thì nó có cái củ các bạn. Đó, nó có cái củ nhìn đẹp lắm. À, mình moi ra đục cái củ ha. Củ như như củ mì ha. Đây các bạn thấy không? Đây là cát với lại đá không mà nó cũng mọc được các bạn. Nó đâu có đất đâu. Thì mình moi cái để lấy luôn mấy cái rễ này về nhà mình trồng cây mini chơi. Đó thì các bạn thấy không? Đây là cái lý do mà các bạn mấy cái cây mà nó bám trên bờ tường mà các bạn lấy về mà thường thường hay đứt á. Đây lý do này nè. Thì cái củ nó nằm ở trong á, cái nhánh nó ra ngoài các bạn kéo thì thế nào nó cũng đứt ngang cái củ mà. Ít khi nào lắm. Ít khi nào mà lấy về được trọn vẹn lắm. Chỉ có nó nằm ở trong mấy cái vị trí như thế này nè. Đó thì chúng ta mới lấy được là trọn vẹn thôi. Đó, chứ còn mà nhỏ ra thì nó thường thường đứt cái củ. Đây. Để mình nghiên cứu mình lấy ra làm sao cho nó đó, cho nó không có bị hư đi chơi mình trồng ơi. Trồng hai cây mini chơi. Xanh đấy các bạn. Đây. Đó. Hình như là ba cây luôn không phải hai. Hai cây nhỏ, hai cây lớn một cây nhỏ xíu luôn. Đó. Cái này là về là bỏ cốp xe các bạn ha. Bỏ vô bọc nha. Bỏ vô bọc giữ ẩm trước để về nhà tối mình sẽ trồng trồng hai cái cây xanh này cho các bạn chơi xem chơi đấy. Thì đây là cái cây này, hồi trưa nè mình bỏ vô bọc đó. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta khai thác cây mà chúng ta chưa có trồng liền các bạn bỏ vô bọc nha, giữ ẩm đó, đừng cho nó mất nước. Đây có hai cái chậu luôn, chậu này rất là độc luôn, nó chậu bê tông. Đây ok, thì cái cây này mình sẽ trồng theo cái kiểu này các bạn. Trồng mini vô cái chậu nhỏ chơi. À, sẽ bỏ đất trồng vô các bạn. Đó, trồng cái cây này cho đúng mini luôn các bạn, chứ không 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 cần phải trồng một chậu lớn để cho nó phát triển đâu. Đó, chơi cỡ này luôn, có cái củ già già chút xíu nữa là được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ trồng cho nó ổn định trước cái đã, cho nó cứng cát rồi cái từ sau này mình sẽ nó ổn định rồi mình mới bắt đầu uống nó sau đó. Bây giờ thì chỉ trồng trước cái đã. Thì xanh này nó cũng rất là dễ sống rồi các bạn nha, rất là dễ sống, nhưng mà chúng ta nhổ về trừ lũi như vậy thì các bạn cũng cần phải để chúng mát ha, giữ ẩm và chùm ni lông lại muốn cho nó an toàn. Đó, mình chơi cho nó nó ghét lên nóc nhà vậy nè. Đó, nhìn cái củ nhìn đã không, chơi mini vậy. Xanh mini. Cái chậu này rất là độc các bạn. Cái này mà sau này mà nó phát triển nó bự bự chút xíu, mấy cái rễ mà nó có khả năng mà nó ôm nó thòng thòng xuống á, thì nhìn cũng đã lắm ha. Mà chuyện đó thì chắc còn lâu lắm. À, phải bỏ lên một ít đất đất thạch nha các bạn. Bỏ lên ít đất thạch ở trên này để sau này cho nó bám riêu
Thường thường thì mình đi đi khai thác mấy cái cây mà ở ngoài bờ tường, mấy chỗ mà mọc cho mấy cái kẹt đâu á. Thì những cái cây con á, những cái cây mà nó lên từ hạt á, thì nó có một cái củ nhìn rất là đẹp, đẹp hơn so những cái cây mà mình cắt cành ha, thì nó không có cái củ đó. Còn một cây nữa mình sẽ trồng vô đây các bạn, trồng vô cái chùm này nè đó. Chùm này mình cũng cắt rồi đó. Cắt cho nó, trồng cho nó nghiêng một bên, giống như cái kiểu mà ban đầu nó mọc ở trong cái thùng bê tông đó các bạn đó. Mình sẽ cho nó mọc cho nó đúng như cái kiểu mà ban đầu của nó đó, nó mọc vậy nè đó. Thì sẽ trồng lại y như vậy luôn đó. Chơi hai cái em xanh mini này coi. Xanh thì nuôi thì rất là mau lớn, nhưng mà trong cái điều kiện mà chậu nhỏ ít đất thì nó cũng không có lớn bao nhiêu đâu các bạn đó. Cây nào cũng vậy. À, bây giờ thì chỉ có trồng thôi, chưa có, bây giờ thì còn nhỏ lắm, chưa có uống được cái gì đâu. Rất là non luôn các bạn, mà thấy hai cây nó rất là non luôn, nhỏ xíu. Bây giờ mình sẽ trồng cho nó ổn định nhất ra, cho nó sống, cho nó phát triển, nó cứng cứng chút xíu mình sẽ vô dây mình uống đó. Để quay lại một cái clip sau nữa cho các bạn theo dõi nha. Hôm nay trồng hai cây này đó, nhìn duyên không, nhìn duyên ha. cũng đáng chơi lắm ạ. Đó, mình sẽ trồng y như cái kiểu mà nó ở trong cái chậu ban đầu rồi các bạn đó, nó nhập như vậy đó, thì mình sẽ làm y như vậy luôn. Nhưng mà ở trong đây thì đất cát nào ngon lành hơn nha, hy vọng mình nó sẽ phát triển hơn ở trong cái chậu bê tông cũ. Mình sẽ bỏ một lớp đất thịt lên các bạn. Lớp đất này nó sẽ giữ ẩm và nó có 5 ngày nó sẽ bám riêu lên cái lớp này nè. Sau này mình tưới nó cũng không có bị trôi đất. OK, thì hôm nay mình chỉ trồng hai cái này tạm thời cho nó ổn cái đã, rồi sau này mình sẽ uống lại rồi mình quay cái clip chia sẻ cho các bạn sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau.